vì đất là bệ chân của người. Đừng lấy thành Jerusalem mà thề, vì thành là của vua cao cả. Cũng đừng chỉ đầu của anh em mà thề, vì anh em không nên, như lời nói của anh em phải nói thì nói có, không thì nói không. Thêm điều đặc chuyện là bởi ma quỷ mà ra. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa. Nghe bài tin mừng Matthew hôm nay thấy cũng sợ sợ, sợ thật, là vì có thể mình rơi vào trong những tình trạng mà Chúa bảo. Hôm nay tôi muốn ôn lại, chắc là đi rời Việt Nam khá lâu, cho nên mình có rất nhiều người thích thơ của nhà thơ Xuân Diệu. Hôm nay tôi nói một câu để ông dẫn vào cái bài tin mừng hôm nay. Xuân Diệu tên thật là Ngô Xuân Diệu, sinh năm 1916, chết năm 1985, thọ 69 tuổi ở Hà Nội. Đây là bài thơ gọi là thơ duyên. Có 5 đoạn, tôi đọc 2 đoạn đầu. Ông ấy tả rất đơn sơ, vì quý vị nên nhớ rằng Xuân Diệu là một trong những thi sĩ tiêu biểu nhất ở văn học Việt Nam của phong trào gọi là thơ mới. Ông mang cái ngọn gió rất êm dịu, rất thiết tha, nhưng rất nồng cháy, tuy cũng rất đơn sơ giản dị, để nói lên những khao khát trong yêu thương. Xuân Diệu mô tả tình yêu bằng muôn sắc điệu khác nhau, mà hôm nay có một đoạn. Ông cũng mô tả tình yêu bằng rất nhiều âm thanh khác nhau, nhiều hương vị khác nhau, để diễn tả cả tâm lý của những người sẽ yêu, đang yêu và đã yêu. Giới thiệu hơi dài, đây là đoạn thứ nhất của bài thơ duyên. Ông tả chiều mộng hòa thơ trên nhánh duyên, cây nghe ríu rít cặp chim truyền, chuyện nào thì đó nó kêu đúng. Đổ trời xanh ngọc qua muôn lá, bầu trời màu xanh mà nó đổ xuyên qua lá, thu đến nơi nơi động tiếng huyền, cái huyền diệu. Đoạn 2, con đường nho nhỏ gió xiêu xiêu, lã lã cành hoang nắng trở chiều. Buổi ấy lòng ta nghe ý bạn, lần đầu rung động nỗi thương yêu. Có nhiều người cãi nói chữ buổi ấy là sai, chữ thuở ấy lòng ta nghe ý bạn. Tôi lại bắt công đi kêu ông giáo sư Google, và ông ấy đăng nguyên cái bút tích của Xuân Diệu luôn, chữ viết đó, chứ không phải là chữ in. Chữ in thì mình nói sai, đây là chữ viết có ký tên con ngài. Cho nên ông Xuân Diệu dùng chữ buổi ấy, nó cụ thể hơn chữ thuở ấy. Thuở có nghĩa là xa xưa lắm rồi, còn chữ buổi ấy là cái ngày đó. Cái ngày đó tôi đi cạnh bạn, mà lòng tôi nghe ý bạn, tức là tôi đã yêu. Nó thật dễ thương phải không? Không cần phải nói, cái đó đâu có nói đâu là tai tôi nghe lời bạn, không cần. Bởi vì tôi tin yêu thương là đoán ra, là nhận ra và nhận biết cái ý của người mình thương, rồi làm theo hay làm trước, có hai cách. Còn yêu thương thật thì không cần nói, không cần nói quỵt tẹt. Tiếng Việt mình cũng thấy là quỵt tẹt, hai cái chữ rất là hàm hồ. Nhưng mà nói thẳng ra là yêu thương thật không cần nói, yêu thương giả phải nói mà người ta còn chưa hiểu. Còn không yêu thương thì có nghe nhưng không muốn hiểu. Đó là cái thước để mình đo coi mình còn thương người bạn đời mình không. Hắn hay là cô ta nói mỏi cả mồm đó mà mình còn hỏi gì vậy, là mình hết yêu rồi hay là mình chán lắm rồi. Cho nên tôi lặp lại, khi đã yêu thương thì rất là nhạy bén để đoán ra, nhận ra và nhận biết. Rồi không phải dừng ở đó mà đi làm cái điều mà mình đoán người kia thích.
Như vậy thì những người đi theo Chúa Giêsu ai cũng muốn nói tôi muốn yêu Chúa Giêsu. Thì tất cả mọi người, đặc biệt trong Do Thái giáo, nói tôi yêu Gia-vê, tôi yêu kính Thiên Chúa, đó là luật của họ mà. Thì có bổn phận phải biết được ý Thiên Chúa. Nhưng làm sao biết? Ý Thiên Chúa được thể hiện nơi lề luật. À, đọc là thấy an tâm rồi. Bởi vì Chúa đâu có hiện ra với riêng mình để nói ý của Ngài, cho nên luật. Và như vậy phải giữ luật, hay dùng chữ đẹp hơn là thực thi ý Chúa qua việc tuân thủ lề luật Chúa. Rất đẹp, rất đúng, không có gì sai. Đức tin mà nói tôi tin tôi yêu Chúa, nhưng mà không giữ luật Chúa, không thực hành lời của Ngài, đó là đức tin chết. Người Do Thái tin rằng giữ luật Chúa tức là làm theo ý Chúa. Câu đó đâu có sai quý vị. Cho nên họ có 613 điều luật lệnh. Người Công giáo mình có mấy? Có 16 à? 10 điều răn của Chúa và 6 điều luật của Hội Thánh. Có 16 à? So với 613. Nghe phản ứng. Trong đó có 265 điều cấm và 248 điều nên của Do Thái chứ không phải của mình. Cho nên người Do Thái nào cũng được học. Ví dụ bắt đầu cái ngũ thư đó, tức là năm cuốn sách đầu của Cựu Ước, gồm có Sáng Thế, Xuất Hành, Lê Vi, Dân Số và Đệ Nhị Luật. Thêm vào đó sau này có sách các tiên tri, mình dịch là sách Ngôn Sứ, và một số các sách khác. Họ dựa vào đó để quy ra điều luật, rồi họ giữ, họ giải thích. Đối diện với cách giải thích của người Do Thái, Chúa không đồng ý. Họ giữ luật để giữ luật, họ không bước qua khỏi luật để đi tới cái gì khác. Cho nên Chúa trách mắng hoài suốt 2 tuần vừa rồi trong các bài tin mừng ngày thường. Chúa Giêsu không chủ trương giữ luật vì luật, mà phải thăng tiến cái luật đó để đi đến cái gì cao hơn. Bởi vì nếu ta yêu mến Thiên Chúa thì ta giữ luật của Chúa, đúng. Rồi vì yêu mến Thiên Chúa nên ta cũng yêu mến người khác, bởi vì họ cũng là con cái Chúa. Cái điều đó là một cái liên kết không thể thay đổi. Nhưng nếu ta miệng nói yêu kính Chúa mà không yêu thương người khác, thì tức là ta chỉ giữ luật đối với Chúa, còn với người khác ta không có. Chúa Giêsu không có hủy bỏ, không hủy bỏ hoàn toàn không những lề luật của Do Thái, mà Chúa nói tôi đến để cho nó kiện toàn, nó đẹp hơn. Kiện toàn có nghĩa là mời quý vị đi sâu vô trong tinh thần. Bài tin mừng hôm nay chúng ta thấy Chúa bảo tội lỗi không phải chỉ là hành vi bên ngoài, là vì người Do Thái nói hãy không rửa tay có tội, đi chỗ công cộng về không tắm rửa có tội, xách bao nhiêu ký lô nặng hơn luật quy định trong ngày Sa-bát có tội. Chúa bảo không phải những hành vi bề ngoài, nhưng là những cái gì ở bên trong. Chúa muốn hướng vào cái nội tâm. Chính vì thế, trước khi phạm tội bằng hành vi bên ngoài, người ta đã từng cưu mang tội đó bằng tư tưởng bên trong. Chữ cưu mang có nghĩa là mình chứa chấp, nuôi nấng và nhai đi nhai lại để tội nghiệp thôi. Cho nên nếu hôm nay mình cảm thấy rằng chúng ta xét theo bề ngoài mà thôi, thì chúng ta rơi vào hai trường hợp mà một số nước, trong đó có nước mình, rơi vào là hàng năm cứ thấy điều chỉnh bộ luật hình sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, mà không bao giờ nghe nói bộ luật luân lý, luật hình sự Penal Law. Quý vị coi bóng đá,
có nghĩa là chừng nào trọng tài trông thấy và thổi còi thì mới có lỗi. Trọng tài không thấy, không thổi còi, tiếp tục chơi. Trái bóng đụng vào tay một người cầu thủ, nhưng trọng tài không thổi, tiếp tục chơi. Chừng nào trọng tài trông thấy thì mới gọi là phạt penalty. Có chữ penal là hình sự, là trông thấy mới có tội. Còn moral law, luật luân lý, dù không ai thấy, điều xấu, nghịch với luật vẫn là tội, dù không ai thấy. Như vậy mình chủ trương cả một nước cứ làm gì làm, đừng để bị bắt gặp. Nguy hiểm quá. Làm sao bắt gặp được nếu người ta tinh vi, dấu diếm, mưu lẹo, lường gạt. Nhưng trong lòng họ biết. Nhưng chi sơ tính bụng thiện, ai sinh ra trời cũng cho một cái tốt nằm bên trong. Nhưng rồi cái giáo dục, cái môi trường, cái ảnh hưởng nó lên, ai cũng nói láo như rươi lắm. Nói láo, cô không dám nói láo như vậy. Mà rõ ràng ai cũng nói láo, thành ra cái thói quen nói láo không hề sợ hãi. Đó là một nhà văn đại tá trong nước thú nhận. Nói láo không hề sợ hãi, nói láo không ngượng miệng, nói láo không cần biết kết quả nó sẽ ra sao, miễn có lợi cho mình. Như vậy hỏi luật hình sự hay luật luân lý? Suốt đời không lẽ giữ luật hình sự, trong khi ngài chết sẽ đối diện với một cái đấng chỉ xét về luật luân lý. Cho nên sáng nay tôi đọc, tôi thấy giáo dân một họ đạo ở Vũ Hán, họ rất bình tĩnh với linh mục chánh xứ. Họ biết trong số giáo dân có nhiều người bị nhiễm bệnh. Họ không đi đến cái bệnh viện giả chiến mà mấy ngàn giường không, bởi vì họ đồn với nhau đến đó là không bao giờ trở về. Và họ rất bình tĩnh, Chúa muốn con đi, về với Chúa, con sẵn sàng đi. Họ rất bình tĩnh là vì họ có một cái luân lý và cái đức tin ở bên trong. Trong khi tất cả những người không có niềm tin đó kêu gào lên, đòi phải được cứu chữa, phải này kia, mặc dù đã tới giai đoạn cuối rồi. Hai bên có thái độ khác nhau. Cái người đăng tin đó nói, một số người có những cái nhìn về nội tâm, về đạo đức, về lòng tin, về tín lý, về luân lý, họ rất bình tĩnh. Họ đối diện với một cái đấng sẽ nhìn vào nội tâm. Cho nên chúng ta cũng thấy, nếu trong gia đình hai vợ chồng mà sống với nhau dựa theo luật hình sự, bà có bắt gặp không mà bà dám nói? Đợi bắt gặp là thua rồi. Tức là hình sự, sống với nhau bằng hình sự không được. Cho nên chúng ta thấy hôm nay Chúa nói cũng rất đơn sơ. Làm sao để mình biết ý Chúa? Khó quá thì mình dựa vào luật cũng được. Nhưng đừng vì luật mà kết án người khác. Thậm chí cha thầm thường kể cái chuyện vui đó, ở một số chùa ở miền Nam, gọi là các sư, các sải đó, chùa Miên đó, có thói quen hãy đến giờ tụng kinh là bắt con mèo nhốt lại. Cái thói quen đó là vì hồi mới xây chùa, nhà tranh, vách đất, có chùa, mà muốn cho trị chùa thì đem con mèo nuôi trong chùa. Rồi tới giờ tụng kinh mấy chú tiểu nó còn bé nó ngồi, thì con mèo chạy chơi, nó khó tập trung để đọc kinh, cho nên sư trụ trì bảo nhốt mèo lại để đọc kinh. Đó là cái biện pháp để giúp các em nhỏ nó tập trung. Rồi bây giờ chùa xây khang trang, hết chùa rồi, họ vẫn phải cần con mèo, bởi vì không nhốt con mèo thì không đọc kinh được. Thành ra cái luật nó vì luật, rồi không còn ai để ý nữa. Trước giờ tụng kinh là có hai chú tiểu đem cái lồng nhốt mèo lại, rồi mới ngồi đọc kinh, mặc dù con mèo nó ngủ trong xó, nó không chạy ra nữa.
cũng vui vui đó. Đó là một cái để cho mình thấy hình thức bề ngoài có khi nó ảnh hưởng cả đời của mình. Nhiều khi tôi cũng để ý cái chỗ chấm nước thánh đó. Có người trách một đứa nhỏ, mày vô nhà thờ mà không chấm nước thánh là mày không xứng đáng để vô. Vậy bao nhiêu năm trước mình chưa treo cái đó thì tất cả những người vô đều không xứng đáng. Bao nhiêu năm trước ấy. Rồi có lúc bác khẩn nguyện đổ thì không có nước thì mình chấm, khô quen thì là cũng bất xứng. Tôi ngồi tôi nghĩ thấy cũng vui. Tôi nhớ đến lúc nhà thờ cho Quỳnh, sáng đó cho Thúy chở tôi lên trên Cô Đi Dinh. Cái nhà thờ miền quê sáng có lễ sớm, sáng thứ tư. Có một cái bục, rồi họ để cái tô bằng plastic to lắm, đựng nước thánh. Tốt, mấy người lớn vô chấm người đó. Nhưng ý tôi muốn nói có nhiều người chấm vui lắm, đã có ý thức nhận. Chấm thánh rồi để mà có là. Nhưng mà có hai em bé, một con chị khoảng 6 tuổi, một đứa bé kia chẳng khoảng 3 tuổi. Con chị vói lên chấm xong rồi bảo, do it. Con nhỏ vói lên cái tô nó ụt vào đầu. Nước chảy cùng hết. Nó chưa biết xử làm sao cái tô vào mình đây. Mà nước đang nhiễu. Con chị mừng quá nói, Mom, she got plenty of blessing. Mom, nó lấy hết hết lần rồi. Cả nhà thờ cười quay lại nó chưa dám lấy cái tô ra. Không biết có sợ phạm thánh không. Thế là mẹ nó phải gỡ cái tô ra. Rồi dắt ra xe mà lau. Nói chừng đừng dựa trên hình thức bề ngoài. Hôm trước trong tuần tôi có nói, mình bước vào mùa chay có thứ tư lễ tro đó. Có người rình 12 giờ đêm qua 1 phút ta bắt đầu ăn lại. Cách 1 phút thì trước 1 phút là có tội. Thế tôi nghĩ thấy cũng thấy dễ thương, chắc Chúa tôi cười. Chúa không có trách được. Vậy hôm nay chúng ta xin Chúa cho chúng ta có lòng yêu mến bằng cách hiểu được ý Chúa muốn gì trong cuộc đời mình. Nhưng cụ thể hiểu được những người sống bên cạnh mình mà mình gọi là người thân yêu đang muốn gì. Làm sao mình nhận ra, rồi đừng dừng lại một cách ích kỷ ở đó. Điều thứ hai mà mình học được hôm nay là tội lỗi không chỉ xét bên ngoài như hình sự, mà xét cả cái bên trong mới là cái động cơ quan trọng hơn. Tức là xét về khía cạnh luân lý, đạo lý của nó. Chúng ta cảm ơn Chúa cho chúng ta lâu lâu ôn lại một tí. Dĩ nhiên không giữ luật là tôi không dám nói rồi. Nhưng mà giữ luật vì luật thì nên sửa lại. Thậm chí ngày xưa tôi bị cóc vào đầu là vì đi rước lễ mà Master hỏi lại, có để mình thánh Chúa đụng vô răng không? Mà cái miệng mình thì bé, mà cái thánh lễ nó to. Dạ thưa có, là bị cái cóc. Không được để mình thánh Chúa đụng vào răng. Cho nên mấy đứa nào đi rước lễ về cũng mà phùng cái má, chứ cái răng đâu có phùng được. Rồi ai đó dạy rằng phải nuốt, không được nhau. Như vậy họ hiểu tiếng Việt sao Chúa bảo phải cầm lấy mà ăn. Quý vị ngồi và bạn ăn nuốt trọng không ạ? Không ai nhai nữa. Chúa bảo phải cầm lấy mà ăn. Nhưng mà mình dựa vào hình thức. Ngày xưa nói rằng nhai nhai như vậy là bất kính. Tức cười, rất nhiều điều tức cười. Rồi chúng ta muốn bàn, nhưng chúng ta cảm ơn Chúa cho chúng ta ôm lại để đừng dừng lại ở luật. Mặc dù giữ luật là điều cần, đi xuyên qua luật để yêu mến người khác là điều quan trọng hơn. Đặc biệt cái câu của tin mừng mà làm cho tôi sợ, và tôi cũng sợ dùng cho các ông bà anh chị em nữa. Bây giờ mình ngồi đây sắp sửa tới giờ dân lễ rồi. Phần phụng vụ lời Chúa sắp qua rồi. Chúa bảo nếu còn thắc mắc, oán thù, giận hờn, có chuyện với ai
đi về đi, làm hòa trước. Nếu vậy thì ở đây chắc cũng có một khối đứng lên đi về hòa. Nhiều lắm dạ. Hết hả? Dạ nhiều. À, tôi muốn. Ôi trời ơi. Cảm ơn tiến sĩ giáo lý ở Ca Đuồng. Hầu hết thì kể cả tôi. Cho nên thấy sợ lời Chúa cho mình đối diện với sự thật mà mình làm chưa được. Cho nên mới cầu xin Chúa giúp chúng con hiểu được tinh thần của bài tin mừng hôm nay, để đạt tới cái tình yêu thật ngây thơ, thật đơn sơ và giản dị qua câu nói của Xuân Diệu. Làm sao để con biết được ý Chúa chứ không cần nghe Chúa nói nữa. Làm sao để con biết được ý của người bạn đời không cần cô ta hay chàng ta phải nói lên nữa.